mình tình cờ mình đi ngang đây mình thấy có một cái máy bay đi bay xịt thuốc nha các bạn. Thì bà con nông dân ở các khu vực khác đó, họ đều lo ngại đến vấn đề là động đặc quá nó có vấn đề, một đó là không đủ cái phụ. Cái này chắc nó dùng năng lượng bằng điện này. Các quỷ pin sạc pin nó cùng pin nào mà cái đó ra tròn đấy nhỉ? Không, pin chưa lắp. À chưa lắp hả? Tức là khi mà mình phun là mình phun gọi đúng thực tế là mình phun thuốc chứ không phải là phun nước. Vì hiện tại mình đang phun rất là nhiều nước, người ta gọi là phun nước thôi. Còn này là cái thuốc động đặc nó bám phủ đầy ở trên cây lúa. Ví dụ như mình phun thịt ra về, đúng rồi, cái cỏ hay lúa. Cánh bự lúa vậy. Ở trên hai mặt của lá, của lúa cả. Đặc biệt đó là những cái loại bệnh á mà cần. Này là máy cái bay phun thuốc nha. Máy móc rất là hiện đại, rất là đông người chuẩn bị thử co bay cái cánh ruộng này. Cái này á là khi mình pha đúng của mình á là nó sẽ phụ đào luôn, để người bác sẽ thấy. Mình để nha, mình để cái là nãy mà máy mình đây phun tới đâu nha. Và cái điểm đó luôn. Mình không cần phải điều khiển. Mình không cần điều khiển. Tự động nó quay lại. Thì các bác nãy nhớ nha, cái làn thứ hai và tầm tầm giữa luôn á. Mình sẽ thấy nó tự nó bay tới đó.
và nó tiếp tục nó cái hành trình của nó. Không, nó tự hết á bác, nó tự động nó có nghẹt là nó báo rồi. Rồi mình bắt đầu né xa gió mạnh lắm. Cái này tự giật. Máy này của mình không ra. Mình nhìn thấy cái vị trí mà nó hạ nha là biết là cái vị trí nó bắt đầu nó phun tiếp á. Hiện tại nó đang bay tới vị trí đó, chừng nào nó hạ độ cao xuống thì nó sẽ bắt đầu nó phun. Nó bắt đầu nó đang tới vị trí chưa? Chưa đi phun tại xa quá. Xong cái máy là đi mùa Việt sướng lắm. Bắt đầu nó sẽ đẩy tiếp cái làn đó. Nó có một khoảng méo bên này nè, tí nữa nó sẽ qua đó nó bay tiếp. Đó bắt đầu nó sẽ phun tiếp, thì ở đây mình nhìn hơi xa xa nhưng mà mình cũng nhìn thấy được cái làn của nó. Cái làn của nó phụ đều rất là đều, đặc biệt đó là cái gió quạt, quan trọng nhất là cái gió cạp nó được thiết kế cho đồng bộ với cái bộ phun của mình nhé. Theo chiều gió, đúng rồi, nó xoắn theo chiều gió, nó xoáy theo hình xoắn ốc á, nó lá lốt của mình đi tới đâu rồi nó tự nó bạt ra và nó cuốn lại cái lá của mình, cái rốt của mình nó lại vậy. Cái này chắc thịt rầy ngon lắm. Đúng rồi. Cái này rồi và sau cho rát nguồn lúa là sốc cái gốc luôn. Ba con sâu ăn tạp mà nó gió không bay cũng đất chết. Phải cần thuốc. Nghe tiếng gió không hết hồn. Từ mấy con ăn tạp nó rớt xuống đất là nó chết à. Nó không chịu. Cái này là đúng là nhà sản xuất là tốt nhất. Và thứ hai nữa là nó đã đảm bảo cái chuyện là mình phụ đào rồi, cho nên là mình không cần phải đọc đặt hay là mình phải thay gì cả. Đúng rồi, không có tha hồn, có tính đào hết tất cả cái diện tích luôn. Cái tay của mình, những chỗ này mình quẹt nhanh quẹt chậm thì nó còn thay đổi, chứ còn cái này là đào luôn, tốc độ dự đào, lượng nước ra đào luôn. Không, mình đang tại vì á mà coi luôn ra trước là nó cho nên là như vậy, mình đang lại còn tất cả thứ có lại đang nhìn thấy tay như vậy đó, mình bay đấy, bay đây cái đâu là cái cỏ nó đổi màu cho đó, nó phụ đạo đó. Rồi luôn trong cái gà không mà nó đổi màu nước như lắm rồi. Để nó dính nước vô. Đây là cái dính cỏ vô, cỏ dính nước rồi khác hồ với chưa nhiều. Không, cái đúng rồi, có nó bị thấm tí nước rồi sáng nó dính sương rồi nước. Năm mươi một trăm cái sáng nó khác. Thì ba cử sau bạch. Còn cái thuốc cỏ khi tàu quên, khi tàu mua ra nó phải chích. Đúng rồi, coi như 4 cử. Nó khóc rồi. Nó mà
đo ra thì nó khoảng gần 17 ha. Tính 17 ha. Rồi hết trơn thuốc luôn. Xin chào các bạn, mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.